Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả anh em và các bác đam mê âm thanh. Buổi hôm nay Quốc Hùng đi vào giới thiệu chi tiết hai sản phẩm B-Quay CS800S để cho tất cả bác xem về nội thất phía bên trong của sản phẩm và cũng như là giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này để cho các bác chơi sở hữu những dòng sản phẩm xịn sò bên thanh Quốc Hùng tiến về. Và đầu tiên là con B-Quay CS800S. Con này thì có nguồn điện là 220-240, hàng xuất sang thị trường châu Âu nha các bác nha. Còn đây là con xuất sang thị trường châu Âu, chạy điện là 230V. Đây, rất phù hợp với dòng điện Việt Nam chúng ta. Còn con bên này là chạy điện 100V, hàng xuất Nhật. Thì các bác nào có ổn áp thì các bạn nào có ổn áp thì chơi những con này chạy điện là 100V. Rồi, em đi vào giới thiệu chi tiết về B-Quay CS800S. Thì hai con này là đều chạy là nguồn xung hết cho bác. Nguồn xung chỉ nó khác cái dòng điện xuất sang thị trường nào là chạy dòng điện đó thôi, chứ còn đều là nguồn xung và ruột cam và nội thất cũng như là nội bộ thất giống như nhau hết. Đó, cũng là dòng đó hai kênh B-Quay Designer and Make in USA là thiết kế và sản xuất tại Mỹ nha. Đây, công tác nguồn, logo và thương hiệu B-Quay. B-Quay là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ với những cái dòng đáy, dòng loa và cũng như những cái chiếc lọc B-Quay vân vân. Những dòng thiết bị karaoke âm thanh thì B-Quay là một cái thương hiệu khá lâu đời của Mỹ nha bác, khá lâu đời. Và phía trên nắp những con đáy B-Quay thì thường nó sẽ để lại những cái in những cái sơ đồ có thiết kế bao mặt bên trong để cho tất cả bác cùng dễ hiểu hơn. Rồi, ở phía bên trong sản phẩm này thì của chiếc đáy B-Quay thì phần này là phần bộ kích nguồn xung đấy. Và đây là hai quạt gió nha bác, hai quạt gió này, những dòng này thì quạt gió chạy rất là êm. Và ở đây thì sẽ là hai cái ví công suất, một ví trên là 10 con sò Motorola và ví dưới là cũng là 10 con nữa, là tổng cộng 20 con. Thằng Mỹ này thì các bác nhìn vào những dòng bộ cái bo mặt như thế này các bác thấy rất là chắc luôn. Đó, Mỹ làm rất là chắc và gọn gàng các bác nhé, đờ le linh kiện nó cực kỳ là chắc luôn nha bác. Đó, ok chưa, một quay trên và một quay dưới. Phi tạm lo nó thì bắp chuối ma chim, đường vào thì gồm mà có Canon và Canon cái và 6 ly tích hợp trên một cổng, dây nguồn rời, hai quạt gió hai bên. Con này có công suất là 400W trên một kênh 4 ohm và ở chế độ là 40V, và công suất là 600W trên một kênh 2 ohm ở chế độ 35V. Công suất mono là 1200W trên kênh 4 ohm ở chế độ 80V nha bác nha. À, ok luôn. Đó. Rồi con này về tình trạng thì nó hoạt động ok và cũng như là bên em bao riêng nghiêm bán cho tất cả các bác nha. Dòng sông nha, đánh rất là mạnh, rất là hay luôn. Dòng bi quay là chất âm của nó thì cuối bằng là tiếng rất là sáng, thích hợp cho tất cả bác ghép và những dòng lo bi quay, những dòng lo Mỹ. Đây là con thứ hai, con điện 100V. Về thiết kế thì nó không có khác gì nữa nha bác nha. Đó, không có khác gì về hai con. Đó, và chỉ là khác nguồn điện và xuất sang thị trường nào cũng nằm ở nguồn điện đó thôi. Nhật thì là 100, nội địa Mỹ thì 120 và sang thị trường châu Âu là 220-240. Hai kênh luôn bác. Đấy, sò Motorola. Con này thì điện 100V nha, bác nào có ổn áp thì chơi. Đấy, những dòng sản phẩm này đã đánh được từ 2 đến là 16 ohm nha bác. Các bác ghép 2-3 đôi lo với máy. À, quá đẹp nha bác nha, quá mới luôn.
giá đồng giá là 8 đồng giá là 8.500.000 nha. Bác nào chốt thì alo em. Đấy, hai con quá đẹp luôn nha bác. B-Way xe 800S nha, giá là 8.500.000. Mọi chi tiết mua hàng thì tất cả bác liên hệ với Hùng qua số điện thoại trên màn hình nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.